Thông tin từ văn phòng ban bảo hiểm California cho biết là ông Tyler Chen, 46 tuổi, và vợ ông, đó là bà Kim, 45 tuổi, đã bị đưa ra trước tòa thượng thẩm hạt Santa Clara sau khi bị bắt vì nhiều tội đại hình liên quan đến gian lận bảo hiểm và cố ý phóng hỏa. Cặp vợ chồng đã dính líu đến đốt nhà để lấy tiền bồi thường lên tới 4 triệu Mỹ Kim từ 5 công ty bảo hiểm. Bốn kẻ đồng phạm với ông bà họ Chen gồm có toàn là người gốc Việt cũng đã bị bắt và bị buộc tội trong kế hoạch lừa gạt này. Trong cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2014, cơ quan bảo hiểm California được một tin báo thông qua đường dây nóng dành cho người tiêu thụ. Một người ẩn danh đã báo cáo về sự liên hệ trong một loạt những vụ cháy nhà, cháy cơ sở kinh doanh và cháy nhà kho xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2011 cho đến tháng 9 năm 2013. Người báo tin còn cung cấp cho cảnh sát biết địa chỉ sắp xảy ra vụ cháy nhà kế tiếp đó là ở đâu. Cơ quan này đã mở một cuộc điều tra chung với Sở Cứu Hỏa San Jose và hai văn phòng biện lý địa hạt Santa Clara và hạt San Joaquin County. Theo kết quả điều tra cho thấy thì hai vụ cháy đã xảy ra tại một cơ sở kinh doanh do vợ chồng ông Chen làm chủ. Và ngay sau đó mấy ngôi nhà của họ ở San Jose và Stockton cũng bị một số phận tương tự như vậy. Tất cả những vụ hỏa hoạn đó đều được báo cáo là bắt đầu xảy ra khi thịt gà chiên bị để trên lò mà không có người trông coi. Vợ chồng ông Chen dàn xếp toàn bộ tình huống đó để làm cho có vẻ như là thả hỏa hoạn là kết quả của một vụ nấu ăn bất cẩn vậy. Sau đó hai người đã dùng lại nhiều thứ trong số những món đồ bị khói hoặc lửa làm hư mà họ đã yêu cầu các hãng bảo hiểm bồi thường từ những vụ cháy khác trong các ngôi nhà, nhà kho và cơ sở kinh doanh. Tân ở Chen hợp tác kinh doanh với ông Nguyễn Hà, 63 tuổi, ở Stockton. Họ đã thuê một số nhà kho dành cho một công ty xuất nhập cảng mà họ làm chủ. Theo các điều tra viên cho biết, hai người này đã dùng những đồ đạc bị khói phá hỏng để cũng đòi bồi thường thiệt hại do những vụ cháy nhà kho hoặc là các đơn vị lân cận. Cuộc điều tra cũng tìm thấy rằng những đồ đạc mà họ nói là hư hại trong đám cháy đó đều đã được đặt mua nhưng chưa được nhận. Điều này khiến cho các thám tử quyết định là bắt ông Nguyễn Hà vì vai trò của ông trong âm mưu gian lận. Vợ chồng Chen đã tuyển mộ một người thân trong gia đình, một đồng nghiệp, một chủ nhân cơ sở kinh doanh khác ở địa phương để tham gia vào kế hoạch đó, ngay cả bằng cách dùng những thứ đồ đạc bị khói làm hư được xác định trong những vụ cháy khác. Những mức thiệt hại được đòi tiền bồi thường trong tất cả các vụ cháy tổng cộng lên tới 5,6 triệu Mỹ Kim và 4 triệu Mỹ Kim đã được trả bởi 5 công ty bảo hiểm. Các người đồng lõa gồm có Huỳnh Trang, 34 tuổi ở Stockton, Ngô Sương, 49 tuổi ở Santa Clara và Phạm Duyên, 49 tuổi ở San Jose cũng đã bị bắt vì dính líu vào vụ gian lận của gia đình họ Chen. Văn phòng biện lý hạt Santa Clara và San Joaquin County đang truy tố vụ này. Ông và Chen, Huỳnh Trang, Ngô Sương và Phạm Duyên sẽ trở lại tòa án vào ngày 23 tháng 7 tới đây. Còn ông Nguyễn Hà sẽ bị luận tội vào ngày 5 tháng 6. Ông Dave John, Giám đốc Ủy ban Bảo hiểm California, nói trong văn bản gửi đến báo chí là âm mưu phức tạp và những nghi can này soạn thảo để lừa gạt các công ty bảo hiểm thật là rất đáng bị lên án. Sau khi cải tổ xong thuế thì tiếp theo sẽ là welfare. Theo như họp báo thì welfare là thứ mà Tổng thống Donald Trump muốn thay đổi. Đặc biệt là ngay cuối năm nay, Tổng thống sẽ cải tổ lại. Tổng thống Donald Trump tại buổi họp nội các vào sáng ngày hôm nay cho biết ông muốn cải tổ hệ thống phúc lợi xã hội sau khi hoàn tất cải tổ thuế vào cuối năm nay. Ông Trump lâu nay đã tỏ ra quan tâm đến vấn đề này. Ông từng tuyên bố vào hồi tháng 10, cải tổ phúc lợi xã hội trở thành vấn đề rất lớn và người ta đang lợi dụng hệ thống. Ông Trump cho rằng Mỹ đang rất cần thay đổi và chính phủ sẽ sớm đưa ra kế hoạch. Theo phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc Sarah
Huckabee Center. Thông tin cụ thể hơn sẽ được công bố vào đầu sang năm. Tòa Bạch Ốc đã bắt đầu rục rịch về vấn đề này và ông Trump bày tỏ mối quan tâm cho các vị lập pháp Cộng Hòa. Paul Winfrey, Giám đốc về chính sách ngân sách và làm Phó Giám đốc Hội đồng Chính sách Nội địa, tại một buổi họp của tổ chức bảo thủ Heritage Foundation diễn ra vào tuần trước đã tiết lộ, ông và một người khác chịu trách nhiệm đưa ra đề nghị cải tổ hệ thống phúc lợi xã hội quan trọng. Ông Winfrey cũng cho biết thêm, họ đã soạn thảo sắc lệnh trong đó vạch ra những nguyên tắc của chính phủ và yêu cầu các cơ quan đưa ra đề nghị. Tổng thống thực sự là muốn dẫn đầu vấn đề này. Ông đưa ra thông điệp rõ ràng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trao đổi với lãnh đạo quốc hội cho họ biết phương hướng. Ông Winfrey nói như vậy. Cải tổ phúc lợi xã hội là vấn đề thách thức của cựu Tổng thống Bill Clinton. Trong thời gian tranh cử vào năm 1992, ông Clinton hứa hẹn là chấm dứt phúc lợi xã hội mà chúng ta vẫn có. Nhưng phải chật vật lắm vào tháng 8 năm 1996, ông mới ký ban hành luật trợ giúp tạm thời gia đình nghèo khó. Với sự chia rẽ nội bộ và phản đối từ Đảng Cộng Hòa, đạo luật này thay thế luật cũ trợ giúp những người gặp khó khăn vô điều kiện. Đạo luật trợ giúp tạm thời cho người nghèo TANF chỉ hỗ trợ tạm thời và người nhận phúc lợi phải đi làm, học nghề, xin việc trong thời gian ăn welfare. Hơn 20 năm qua, TANF vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Một số nhóm cấp tiến vẫn không ngừng chỉ trích trong thời gian vận động tranh cử năm ngoái. Bà Hillary Clinton cũng đối diện với những chất vấn từ các nhà hoạt động xã hội cho rằng đạo luật này trừng phạt người nghèo. Và bây giờ thì Tổng thống Donald Trump lại muốn đặt con dấu lên hệ thống phúc lợi xã hội. Trong đề xuất ngân sách năm 2018 ban đầu được đưa ra vào khoảng tháng 3, ông Trump tìm cách là cắt giảm đáng kể ngân khoản dành cho Medicaid, tem phiếu thực phẩm, trợ cấp tiền học cho học sinh, v.v. Nàng Việt Kiều xinh đẹp thực sự là bức xúc và lên tiếng khi cứ về cuối ăn Tết lại bị vòi quà. Cứ mặc định Việt Kiều là phải sang chảnh, phải mừng tuổi nhiều hơn, quà cáp nhiều hơn. Là cái máy ATM ai thích vay là được, chán lắm. Về làm nông dân cho nó sướng, đỡ ai trách móc, đỡ ai tưởng bở. Cứ về Việt Nam vào mỗi dịp Tết đến để thăm gia đình và bạn bè, thì bạn bè lại trách móc vì không có quà tặng. Cô nàng Việt Kiều Dương Quỳnh Tâm đã bức xúc lên mạng đáp lời. Những lời lẽ thẳng thắn và có phần đanh đá nữa của cô nàng đang định cư tại Singapore này đã bóc mẽ thói quen vòi vĩnh quà cáp từ những người thân là Việt Kiều của nhiều người, cũng như là nói về nỗi khổ âm thầm của những người Việt đang sống ở xứ người. Quỳnh Tâm chia sẻ, vừa bị nhắn tin trách móc Việt Kiều mà chả cho tao được lọ nước hoa nào. Đến khổ, ghét nhất là cái mác Việt Kiều. Ghét nhất là bị ai đó gọi mình là Việt Kiều, nghe nó rởm đời lắm. Việt Kiều thì cũng phải học mặt đi mà làm. Việt Kiều thì cũng phải lo cho cái cuộc sống. Đấy là mình còn chưa phải đi rửa bát, móc cống như là nhiều Việt Kiều Mỹ đấy. Các bạn tưởng là cái mác Việt Kiều là oai à? Cứ lấy chồng nước ngoài là tiền tiêu như nước ư? Cứ như in ra tiền vậy, không có cái mùa xuân ấy đâu. Cô cho rằng ai cũng phải làm việc và trăm thứ gánh nặng phải lo và một tay vun vén hết đấy ạ. Đâu phải cứ dưỡng dẹo váy bướm sang chảnh đi chơi suốt ngày như là các bạn nghĩ đâu. Cả các anh, các chị và các bạn nợ nần nữa, không phải thấy em dễ tính mà cứ ăn bánh giữa bơ thế đâu nhé. Cứ ăn Tết cho ngon đi rồi ra Tết lo mà trả người ta đi nhé. Cho vay thì đứng, đòi nợ thì quỳ. Trong khi các anh, các chị vẫn có tiền ăn chơi, thậm chí là cờ bạc nữa. Trả tiền đi, Việt Kiều này nghèo lắm. Việt Kiều này không có tiền đâu, không in ra tiền được đâu. Cô cho rằng ai cũng phải làm việc và trăm thứ gánh nặng phải lo và một tay vun vén hết. Đâu phải cứ dưỡng dẹo váy bướm sang chảnh đi chơi, mà tự nhiên tiền lại ở đâu lại chui vào túi. Những chia sẻ chân thành mà thấm thía của Quỳnh Tâm dù chỉ trên trang cá nhân của cô, cũng như là kể câu chuyện riêng tư của mình,
nhưng đã nhận được sự đồng cảm của nhiều dân mạng, nhiều ý kiến tán đồng quan điểm của Tâm và cũng cho rằng việc ép ai đó phải có quà cáp cho mình chỉ vì họ là Việt Kiều là vô lý và cũng là ích kỷ. Quỳnh Tâm kể cô đã kết hôn với một người chồng là người Singapore và sinh sống ở đất nước xinh đẹp đó đã được 6 năm. Kết hôn xong, cô chuyển sang đó sống cùng gia đình chồng, tại một ngôi nhà gần sân bay cho tiện việc đi lại cho cả nhà. Vì công việc của các thành viên trong gia đình Tâm phải di chuyển thường xuyên, và hiện tại cô kinh doanh nhỏ một số mặt hàng đồ xách tay về Việt Nam, kinh tế chủ yếu vẫn là chồng lo. Tâm chia sẻ, mình khá là may mắn khi được sống trong gia đình nhà chồng có điều kiện khá tốt nên không phải làm việc gì nhiều, kể cả việc nhà. Chồng cũng rất thương yêu chăm sóc mình. Tuy nhiên mình cũng ý thức được tầm quan trọng của độc lập tài chính nên cũng quyết định tự làm việc và kinh doanh nhỏ để chủ động kinh tế riêng. Mình cũng là người chăm chỉ làm việc và rất đam mê công việc. Cô cũng thẳng thắn cho hay, khi mình được hay là đúng ra là bị gắn cái mác Việt Kiều, có một số thay đổi. Trong mắt mọi người mình được đề cao hơn một chút, hình ảnh có vẻ sang chảnh hơn một chút, nhưng đi kèm theo đó là nhiều vấn đề nảy sinh. Đi chợ mà mặc cả là họ biểu môi, khiếp, tiêu tiền đô la mà cũng mặc cả. Dù là mình mới chỉ hỏi là cô có giảm được giá nào không cô? Đây là câu hỏi rất phổ biến ở nước ngoài, bất kể người giàu hay là người nghèo, thì khi mua đồ họ đều hỏi như vậy. Còn ở mình, nhiều người sĩ diện không dám hỏi câu đó thôi. Bị gán mác Việt Kiều cũng gây cho mình nhiều thứ không thuận lợi. Ví dụ như là việc bị tăng giá, chặt chém. Khi biết mình là Việt Kiều, hoặc là mình muốn cho ai cái gì cũng phải đắn đo, không vô tư như trước được. Vì cho họ xong có khi chẳng được lời cảm ơn mà còn bị nói xấu. Cũng có người cứ mặc định Việt Kiều là phải sang chảnh, giàu có nên khi thấy mình giản dị quá thì họ lại bất ngờ. Tất cả là do họ thôi, từ họ vẽ ra cái chân dung và lầm tưởng về những Việt Kiều, để rồi khi không được như là họ kỳ vọng thì họ sẽ lại trách móc, nói nọ, nói kia, rất mệt mỏi. Quỳnh Tâm khẳng định, mình không quan trọng cái danh xưng Việt Kiều và nói thật là rất ghét bị gọi là Việt Kiều. Nghe nó nửa mùa lắm. Tôi thích sống là chính tôi, giản dị khi tôi muốn, không thích bị áp đặt một chân dung khác lên mình. Mình chưa khi nào tự nghĩ mình là Việt Kiều, vẫn mãi chỉ muốn mình là một người con đất Việt, giản dị và chăm chỉ thế thôi. Đáp lời những người cho rằng cô có vẻ chi ly khi nói đến chuyện quà cáp cho người ở nhà, Quỳnh Tâm chia sẻ rằng, thật ra là mình ít khi muốn nói đến vấn đề này vì nó khá là nhạy cảm, nhưng có lẽ là mình càng im lặng thì họ càng không hiểu, đến mức bức xúc quá thì có lên tiếng chút thôi. Về vấn đề bị moi quà, mình không phải cá nhân duy nhất mà là rất nhiều kiều bào đã cùng chung cảnh ngộ. Việc những kiều bào xa xứ khi về thăm quê hương thì mang quà bánh cho người thân là điều hết sức bình thường và đáng quý trọng. Họ hàng mình rất may mắn là không ai trách móc hay là gợi ý quà cáp, và mình cũng luôn sẵn lòng mua cho họ những món quà nho nhỏ. Nhưng mình cũng hiểu sự nhạy cảm của việc tặng quà khi mà họ hàng người thân khá là đông, khó tránh khỏi việc bị trách móc. Ví dụ quần áo, bánh kẹo, mỹ phẩm v.v. thì không nói làm gì, nhưng nhiều người vòi vĩnh cả điện thoại đắt tiền, vòi cả hàng hiệu. Nếu đủ thân quen và đủ tình cảm, việc tặng quà cho họ cũng là chuyện bình thường. Nhưng thật buồn cười ở chỗ là có những người không đủ thân thiết, hoặc là có khi cả nhiều năm không gặp, không thèm hỏi han nhau câu nào, khi biết mình lấy chồng ngoại quốc thì là bỗng dưng xuất hiện để vòi quà một cách hết sức là vô lý. Những trường hợp như vậy mình thường thẳng thắn từ chối luôn. Hoặc là có những trường hợp bạn bè mình cũng than thở khi về thăm quê là mang đồ cho mình thì ít mà phải tải quà cáp cho họ hàng thì quá nhiều. Vậy mà còn bị nói xấu, thật chẳng biết sao cho vừa lòng. Thẳng thắn mà nói về việc bản thân đã từng bị quỵt nợ, cô nàng Việt Kiều xinh đẹp chia sẻ, một số người bạn nghĩ là mình là Việt Kiều, chắc có tiền, nên khi khó khăn cũng có hỏi mượn. Mình không giàu có gì và cũng không quan trọng cái danh xưng Việt Kiều, nhưng thấy họ khó khăn mà mình đủ khả năng giúp đỡ thì giúp thôi. Vậy mà 5 tháng qua đi, họ không chịu trả tiền cho mình. Còn nói là Việt Kiều thiếu gì tiền nên chưa cần trả ngay. Thậm chí là có trường hợp họ chây lì, không thèm trả.
cho khi mình thấy họ vẫn có tiền ăn chơi và đi du lịch. Họ không hiểu rằng cái đồng tiền mình giúp họ cũng là đồng tiền mình khó nhọc làm ra và tích góp, chứ tiền không có từ trên trời rơi xuống được. Cô cũng tiết lộ, cô biết nhiều Việt Kiều phải chịu áp lực rất nặng từ cái mác hải ngoại và từ phía người thân, gia đình ở Việt Nam. Mình may mắn là khi làm công việc của mình cũng chính là mình tạo ra nên không nặng nhọc cho lắm. Nhưng mình biết nhiều Việt Kiều nghe oai lắm nhưng họ phải lao động chân tay rất vất vả ở xứ người. Đồng tiền làm ra phải chi trả đủ thứ, cuộc sống có khi còn khó khăn, khổ cực hơn khi ở Việt Nam. Vậy mà khi về Việt Nam, nhiều khi vì sĩ diện cái mác Việt Kiều, họ mua cả đống rượu ngoại, quà bánh cho họ hàng. Để rồi khi trở về xứ người, họ là phải oằn lưng làm việc mà trả nợ. Điều đó thật chẳng đáng chút nào. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.